Khi nào đụng chuyện đó, rồi mình hãy coi cái thái độ ứng xử của mình tới đâu để mình hiểu là mình tu tới đâu. Chứ không, còn cái chữ gì ấy, hàng ngày mình nói mình tu, nó không lạ gì hết trơn. Mình nói mình tụng bao nhiêu kinh, mình hiểu bao nhiêu pháp, mình cái đó mình nói vậy thôi. Muốn biết mình tu thiệt không? Sự việc xảy ra, hãy coi cái thái độ mình ứng xử với nó, thì mới hiểu được mình tu cỡ nào. Có nhiều khi mình tu lâu thì mình chấp vào cái năm tháng tu hành của mình, thì mình rất dễ nổi giận với những người thấp hơn mình mà có những thái độ hỗn với mình. Còn nếu như mình tu lâu mà người nhỏ nó hỗn với mình á, mà mình có một cái thái độ lân mẫn, mà mình cảm thấy rằng nó còn nhỏ, nó không biết, mà cái tâm từ của mình vẫn rót được cho nó, thì mình mới biết là lúc đó cái khả năng tu hành, lòng từ bi của mình nó có. Còn không thì mình bị cái năm tháng tu hành của mình nó hành mình á, nó hành mình, cái thái độ, con mắt của mình, cái nghiến răng của mình, cái chỉ tay, cái đay nghiến của mình, thì như vậy cuối cùng năm tháng tu hành mình nó sẽ làm cho mình mất đi cái phẩm hạnh. Cho nên cẩn thận cái đó. Và cũng không phải nói ở cái chỗ mình hiểu kinh, hiểu pháp, mà hãy nhìn lại cái thái độ của mình khi sự việc nó đến, mình đối nó ra làm sao, thì người ta sẽ hiểu được mình tu cỡ nào. Và cũng chẳng cần ai hiểu nữa, tự mình biết mình tu cỡ nào, để rồi mình tiếp tục hạnh phúc, tinh tấn trên con đường tu của mình. Bỏ công sức ra bao nhiêu năm, ít ra giờ này mình cũng được vậy. Còn không thì nhìn lại, giống như Tổ Quy Sơ nói vậy đó, nhìn lại thì thấy năm tháng tu hành cũng đâu cũng nhiều, mà tâm hạnh của mình rất là hoang sơ. Rồi mình thoáng qua cái thì tóc trên đầu mình đã bạc, táp nhiên bạch thủ. Chỉ thoáng qua một cái thôi là trên đầu mình tóc bạc rồi. Mà nhìn lại thì bao nhiêu năm tháng trời ở trong đạo cũng lâu đó, nhưng mà cái điểm hành trì thì không bao nhiêu. Cho nên dù mình làm bất cứ việc gì, mình có nói pháp, mình có viết kinh dịch sách, hay là mình có làm bao nhiêu cái công đức, nó chỉ là những sự tướng thôi. Cái quan trọng là lời kinh tiếng pháp đó, nó đã nuôi dưỡng được cái tâm hạnh của mình thật sự như thế nào.